chào các bạn đến với kênh YouTube Ambassador Vito. Nhớ đăng ký kênh để lại một like, một comment và một chia sẻ giúp kênh phát triển. Cảm ơn các bạn. Rồi xem lỗi gì? Rồi chào anh nha. Rồi. Thì anh xuất trình giấy xe hàng lái làm ta. Tại sao mà em lại xuất trình? Tại anh chưa có lỗi gì hết. Mà anh phải có, bây giờ anh kiểm tra hành chính hay sao? Kiểm tra giấy tờ xe của anh. Mà em không lỗi gì mà sao anh kiểm tra em? Không, anh hiện tại anh chưa có lỗi gì hết. Quay lại đây vợ. Đây đang chở vợ có bầu đi công việc rồi. Rồi anh có xuất trình giấy tờ không? Giờ anh chứng minh lỗi giấy tờ em mới xuất giấy tờ em đầy đủ anh chứng minh lỗi đây. Anh hiện tại anh chưa có lỗi gì hết. Rồi đây là xuất trình giấy xe bằng lái. Hồ Trung Hiếu. Sĩ quan số 1359 rồi. Thế giấy tờ em đầy đủ. Em đâu khách trực tiếp anh ấy á. Hơi bị hot luôn. Đây giấy tờ em đầy đủ bằng lái cho anh lấy luôn cầm trên tay. Cứ chứng minh lỗi em xuất trình. Anh chứng minh lỗi thôi anh lập biên bản cho em. Không. Em bây giờ em không xuất chương trình. Không, mình không có lỗi, mình không xuất trình theo thông tư 01. Em phải có 5 điều để được kiểm tra giấy tờ em đúng không? Đúng rồi. Giờ anh chứng minh được đi. Nếu mà chứng minh được 5 điều đó thì anh muốn kiểm tra giấy tờ mà em không phạm lỗi, có chuyên đề đi. Mở mạng anh kiểm tra lại cái thông tư 01 anh có rồi. Lại vô đây lập biên bản luôn rồi ký ý ký vô ý ký luôn cho dễ, gửi lên ấy cho dễ, lập biên bản đấy đó, theo lập biên bản cho nha. Và gọi tắt taxi đi về. Không có lỗi mà đòi bắt tiếp kiểm tra giấy tờ trong không có chuyên đề. Trời ơi, hù ai á. Hù ai. Rồi anh lập biên bản đi. Bây giờ anh có chuyên đề không? Anh kiểm tra hành chính chính hay sao? Cảnh ơi. Mời em vô làm việc kìa. Không. Người lập biên bản qua là xong đó nha. Rồi. Gọi taxi vào cho anh lập đi rồi ghi vô cái ý kiến đó nhanh đi. Giữ ái đi rồi giải quyết sau có sợ gì. Trời chứ mà đầy đủ không có chuyên đề đâu kiểm tra. Công an Long Thành bị lần rồi. Mọi người chia sẻ cho mấy mọi người ơi. Mình bấm rồi đúng rồi. Rồi ai điều khiển? Em điều khiển. Rồi mời anh đứng qua đây chị rồi chị cũng. Rồi anh thắc mắc như thế nào? Bây giờ em đi không có lỗi mà cứ gọi anh, dạ rồi Trung Úy. Dạ. Rồi tôi Trung Úy. Dạ Trung Úy dạ. Rồi anh thắc mắc như thế nào? Dạ bây giờ em đi bình thường em không có lỗi, đang chờ vợ em bầu đang đi có việc gấp rồi gọi em vào. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ý anh nói là căn cứ vào những cái căn cứ là 5 điều dạ đúng rồi, theo hình ảnh rồi. Để tôi nói với anh, tôi giải thích sơ bộ cho anh về này. Thông tư 01 năm 2016. Dạ đúng rồi, 01. Thông tư 65 2012 của Bộ Công an không? Dạ. Là quy định lực lượng tuần tra kiểm soát ngoài 5 trường hợp đương nhiên mà cảnh sát giao thông, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông dừng phương tiện. Dạ. Thì khoản 1 điều 5. Dạ. Anh đã nghiên cứu rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em qua qua. Rồi. Khoản 1 điều em bị thọ nhiều lần rồi. Rồi, dạ. Rồi để tôi giải thích luôn cho anh. Khoản 1 điều 5 thông tư 01. Dạ. Đúng rồi. Có quy định lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông dạ. được dừng tất cả các loại phương tiện đang lưu thông. Dạ. Để kiểm tra giấy hành tờ chính. Của người điều khiển, kiểm tra giấy tờ của người điều khiển. Không, cái đó là kiểm tra hành chính dạ, dạ, dạ. Giấy tờ của người điều khiển và giấy tờ của người ngồi trên phương tiện. Dạ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, giấy tờ của phương tiện. Dạ. Giấy tờ em có đầy đủ. Dạ. Anh cứ khoan nó xuất trình rồi tôi sẽ nói với anh cho. Giấy tờ của phương tiện là bao gồm chứng nhận đăng ký xe. Dạ. Và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới. Dạ. Luật giao thông đường bộ 2008 quy định. Dạ. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải mang đủ 3 loại giấy tờ. Dạ đúng anh, dạ đúng. Giấy phép lái xe. Dạ. Giấy bảo hiểm đăng ký xe và giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Dạ. Nếu như không mang một trong hai loại giấy tờ, một là giấy phép lái xe, hai là chứng nhận đăng ký xe thì sẽ bị giữ xe, giữ phương tiện tới 7 ngày. Dạ đúng rồi. Thì đây lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông theo thực hiện theo khoản 1 điều 5 thông tư 01.
Dạ. Để dừng tất cả các loại phương tiện để kiểm soát giấy tờ người điều khiển. Thì cái đó nếu anh xuất trình đủ. Không, để em nói, em xin nhắc nhanh. Cứ giải thích cho anh, dạ, xong rồi anh sẽ ý kiến. Không, nếu anh xuất trình đủ thì anh tiếp tục mời anh đi. Không, bây giờ em xin ý kiến giấy tờ em đầy đủ. Rồi, thì khoan đó, anh em để em nói nó nghe. Em là đi đây cũng 2-3 lần, em cũng bị thổi 2-3 lần rồi. Thật. Thổi đầu phút dưới kia là em cũng xuất trình đầy đủ. Đó. Thì xuất trình đầy đủ. Ờ thì đi. Mà bây giờ tại vì mấy anh thổi em sốt nên giờ em rồi, cái thứ nhất. Rồi em là đang có việc gấp và rồi, em việc gấp thì anh cứ xuất trình đủ thì anh đi. Mắc không. Gì đâu mà anh phải. Không, để em nói. Rồi. Anh mấy anh làm phải đúng. Đúng, đúng. Không. Công an theo hiến pháp là mấy anh đúng luật pháp nhân dân đúng không? Phép giao thông ra đường mà làm không đúng là vi phạm pháp luật. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tôi bây giờ dạ. Văn Khánh. Dạ. Tôi là tổ viên. Em thì anh giải thích em thì em không ấy, em không có. Để tôi giải thích cho cặp kế cho anh. Còn anh không xuất trình thì lúc đó người ta sẽ. Không, bây giờ như vậy anh phải có chuyên đề không? Không, anh thổi em thôi. Để tôi nói anh nghe, một cái chuyên đề nó nằm trong tổng rất là nhiều cái chuyên đề trong một cái kế hoạch của chúng tôi thực hiện hàng thì quá. Bây giờ là em mà không phải. Bây giờ rồi, để tôi giải thích cho tôi xin cắt lời anh. Cái kế hoạch của chúng tôi đi làm thực hiện là khảo sát là được ban lãnh đạo của cấp huyện ký, không? Chúng tôi là cấp huyện, đội trưởng ký và ban lãnh đạo ký. Anh nếu như mà bình thường chỉ có lực lượng chức năng cấp trên chúng tôi kiểm tra. Em xem chứ em không rồi, kiểm không tra được, nha. Không phải. Để không nói, có luật nào nói là không được xem. Dạ. Tôi đang giải thích cho anh. Lực lượng có chức năng á, cấp trên chúng tôi kiểm tra, chúng tôi xuất trình. Còn những người vi phạm hoặc những người đang được kiểm phương tiện mà dừng lại để kiểm tra hành chính nhá. Dạ. Không có quyền yêu cầu được xem hay là đó là tôi chính tôi là tôi Cao Văn Khánh là giải thích cho anh một lần cuối cùng vậy. Không, bây giờ cứ cho em xem thì em xuất. Không, không có xem. Tôi không phải có trách nhiệm phải cho anh coi. Yeah. Mà để em cho em hỏi cái chuyên đề có phải là thông tin mật của nhà nước không? Cái có phải là tuyệt mật? Để tôi giải thích lại cho anh một lần nữa là cái chuyên đề nó là rất là nhiều cái chuyên đề trong một kế hoạch tổng thể của chúng tôi. Đó là cái kế hoạch toàn tra kiểm soát của chúng tôi. Nó là một trong những tài liệu của cơ quan công an, anh không được phép kiểm tra hoặc là xem. Em không rồi. Cái luật nào nó là nhân dân không được xem. Rồi, anh cứ lên, anh cứ nghiên cứu. Không, không, anh chứng minh cái luật còn không nên được xem. Còn bây giờ, hồi nãy là đồng chí dừng phương tiện anh, kiểm tra phương tiện anh đã yêu cầu. Bây giờ là em không có cho kiểm tra mà em cầm trên tay đó. Cứ không, cứ có chuyên đề, em xem không được chuyên đề, em cho anh ấy. Bây giờ anh cái gì nhờ? Em là tên Hùng anh. Hả? Em là tên Hùng. Rồi anh Hùng nè, bây giờ tôi yêu cầu anh lần cuối cùng đây. Người làm chứng đây. Được rồi, tôi không có, anh xuất trình ra đây cho thực tiếp thì tôi kiểm tra, còn anh không xuất trình tôi kiểm tra. Không, bây giờ có chuyên đề em rồi, cho anh kiểm tra. Tôi có chuyên đề, tôi có anh kiểm tra, nhưng mà tôi không có trách nhiệm phải cho anh xem. Kế hoạch của anh là muốn kiểm tra hành chính là rồi, phải công an cấp huyện trở lên rồi. Rồi bây giờ này, có người làm chứng đây nè, tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ để tôi kiểm tra, anh có kiểm tra không? Bây giờ mèo mọi người làm chứng luôn là không có chuyên đề, chưa được xem chuyên đề nên tôi kiểm tra nha. Rồi, được rồi. Thế nào? Giấy tờ đấy. Rồi. Đang vợ bầu đang đi khám bệnh mà cũng rồi. Đó là anh không hợp tác, anh không. Không hợp tác thì mấy anh cũng không có quyền chặn nữa. Giờ mấy anh làm bên mẹ nó em đi. Em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Rồi ok, rồi các con em nghe quen lắm rồi. Được rồi, được rồi. Rồi. Cứ làm bên mẹ đi, em xin bên mẹ rồi em ký ý ký cái ý kiến cho nhanh. Rồi. Thổi nhiều rồi, Long Thành nè, Long Thành thổi nè. Người ta cứ có phương tiện giao thông người ta phải dừng kiểm tra. Trời, không có chuyên đề. Không có ảnh hưởng tới. Mấy anh thích là mấy anh gọi người ta, nhân dân chúng tôi biết bao nhiêu công việc, mấy anh muốn thổi là thổi à. Chúng tôi phải dừng. Không có. Chúng tôi dừng phương tiện kiểm tra với điều kiện không gây cản trở giao thông, không gây nguy hiểm. Cái này là anh gây cản trở em á, em đang đi có việc gấp á. Anh có quyền thắc mắc chỗ này. Dạ, rồi ok anh. Đây xem cho mọi người xem luôn xe mình là đầy đủ. Châu Tuấn Hùng á. Rồi ok, đây Châu Tuấn Hùng. 60F1. Rồi ok nha mọi người. Bảo hiểm. Em sinh năm bao nhiêu anh Hùng? Dạ em nhỏ nữa, em 90 anh. Đây bằng lái. Nghe kịp anh Hùng làm gì? Em là bên kiểm định vật liệu xây dựng. À bên xây dựng hả? Dạ đúng rồi. Chứng minh nè, chứng minh chính chủ. Anh em đứng dậy làm việc tí này. Dạ, rồi, anh, okay, anh, hỏi, anh không xuất trình nhanh chứ chứng ra đi là anh muốn quay gì được. Quay. Còn anh đứng dậy làm việc. Không có chuyên đề. Rồi. Anh hiện tại hộ khẩu thường trú của anh ở đâu? Ở Biên Hòa anh. Rồi khu phố nào? Khu phố 2 phường Bình Đa.
Đọc cái biển số xe quá này. F hả? Hai mấy? 269. Dũng vô, Hiếu vô lập cái biên bản tạm giữ. Nó thằng người ta nó kiếm số nó tắt taxi gọi chạy lên về bệnh viện khám bệnh cái nhanh lên. Gọi nó xin số taxi á, chạy này. Kệ, mình có lỗi đâu mà mình không sợ trời. Ấy đi. Không có đâu, tìm ở dưới tìm xong á. Mình đang còn đặt ưu tiên rồi, đang đi khám bệnh nữa vớ vẩn đâu được. Ấy con nhanh. Đứng đây tranh cãi mình mất thời gian. Còn nó đi hỏi số hay là số xe gì cũng được, số xe gì dịch vụ cũng được. Chạy về gấp đó. Có gì đâu khóc con. Trong cốt xe có gì không mà ấy anh lấy ra hết. Gọi nó không nghe máy à? Gọi cho má. Rồi đem cái ký à, xin ghi cái ý kiến đó. Vâng. Châu Tuấn Hùng. Đây em ghi ý kiến nha. Rồi cứ ký vào rồi ghi ý kiến phần tên, đây là cái chữ. Xe gần tiếng là chưa có. Xe đầy đủ giấy tờ, không vi phạm luật. Gọi vào cái không cho xem chuyên đề, giữ giấy tờ xe, giữ xe luôn, không giữ giấy tờ xe, giữ xe luôn.
vợ đang bầu, đang đi khám thai, có việc gấp nữa. Công an không biết công an vì nhân dân phục vụ hay như thế nào không biết. Giờ 9 giờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Đang dựng xe. Giấy tờ đầy đầy đủ. Giấy tờ đầy đủ rồi. Vợ con nè. Vợ đang bầu bì nữa. Không biết kêu ai tới làm gì nữa. Giấy tờ đầy đủ rồi. Lại có quay video mà để trong máy. Giấy tờ bảo hiểm cà vẹt đầy đủ. Biết có chìm lọn gì tới hay không. Mấy thanh niên đang mạng yếu quá. Sao con? Vào vào đây vào. Đây. Có xe mọi người ơi, cảm ơn mọi người nha. Đi xe con, đi con xe đi. Anh chờ bảo em đi với anh đang màu đang ấy mà rồi bị thổi lại. Đúng không? Xe đầy đủ giấy tờ không vi phạm lỗi mà. Mày đủ cái to không biết phạm lỗi bắt em. Dạ. Không không biết phạm gì hết á, kêu kiểm tra hành chính. Không kiểm tra. Dừng xe em không cho xem giấy tờ vì không có chuyên đề, không có thổi em lại. Đang chờ vợ đi khám thai nữa. Khám Biên Hòa, em đang ở Biên Hòa. Biên này ra Long Long Thành, xe anh đi ở đâu anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ cũng bắt mà chẳng hiểu. Dạ em ở Biên Hòa. Dạ có nhà bà ngoại ở đây. Bao bị mất xe. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé.